Xin chào các Acer. Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình là ai, mình đang ở đâu và mình sống vì ai hay vì điều gì? Sẽ có vô vàn những câu hỏi cũng như cách trả lời khác nhau. Nhưng một điều chắc chắn đó là sự tồn tại của chúng ta đều nhờ vào bố mẹ đã phải trải qua những quá trình vô cùng thiêng liêng. Một câu hỏi nữa thôi nha. Giờ các bạn đã lớn rồi nhỉ? Vậy các bạn đã làm được những gì cho bố mẹ, cho gia đình, cho những người xung quanh hay đơn giản là làm cho chính bản thân mình? Câu hỏi đặt ra ở đây đó là có bao nhiêu bạn thật sự đã và đang luyện tập cho mình lối sống tự lập? Vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với một thông tin vô cùng hấp dẫn. Summer Camp 2023 sẽ chính thức khởi động vào tháng 7 tới đây và nhận đơn đăng ký từ ngay bây giờ. Đến với Summer Camp 2023, các Acer sẽ được hòa mình vào môi trường sống tự lập và tham gia những hoạt động vô cùng thú vị. Với Summer Camp 2023, các Acer không chỉ được thỏa sức giải trí với những trò chơi, game show đặc biệt mà còn được trang bị cho mình những kiến thức sinh tồn nơi hoang dã, tự chăm sóc bản thân và giúp đỡ những người xung quanh mình. Nhóm lửa từ những vật dụng thô sơ. Dựng lều bạt trú ẩn. Nấu ăn nơi hoang dã. Cuộc đua kỳ thú giải mã mật thư với những thử thách từ thiên nhiên. Lễ hội đập gối. Lễ hội té nước. Các buổi tọa đàm vô cùng bổ ích cùng những hoạt động thể chất khác như thể thao, yoga, dã ngoại. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký để nhập hội những Acer cư khôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tháng 7 tới đây nha.